Minasan konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một mẫu ngữ pháp mới trong mẫu ngữ pháp của N4 các bạn nhé. Và các bạn hãy theo dõi trên màn hình. Bài ngày hôm nay chúng ta đã sẽ đi tìm hiểu một vài liên từ trong tiếng Nhật. Thì như các bạn đã biết, trong tiếng Nhật có rất là nhiều liên từ nối. Và nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ tìm hiểu một vài cái liên từ cơ bản thôi các bạn ha. Đầu tiên chúng ta có Soreni sonoge. Soreni và sonoge thì có ý nghĩa là ngoài ra hơn nữa. Hai liên từ này được dùng để liệt kê thêm những sự vật, sự việc tương tự. Trong câu ví dụ dưới đây chúng ta có là Atama ga ii, sakka ga jozu. Hay Anoko wa atama ga ii desu. Anoko wa sakka ga jozu desu. Thì như vậy thì hai tính chất này là nó có liên quan với nhau, và để nối thì chúng ta sẽ sử dụng là soreni. Như vậy chúng ta có một câu hoàn chỉnh, đó là Anoko wa atama ga ii desu. Soreni sakka ga jozu desu. Hay cái cậu bé đó thì thông minh, ngoài ra hơn nữa thì giỏi đá banh. Hey, nemure nai, không thể ngủ các bạn ha. Nemure nai là không thể ngủ. Atama ga itai là bị đau đầu. Hey, kono koro yoku nemure masen. Sono ue tokidoki atama ga itai desu. Dạo gần đây thì tôi không thể ngủ, tôi thường không thể ngủ. Hơn thế nữa thì thỉnh thoảng tôi còn bị đau đầu. Thì sonoge ở đây nó sẽ đóng vai trò là dùng để liệt kê những cái sự việc nó có cùng tính chất với nhau, dùng để liệt kê thêm các bạn ha. Tiếp tục chúng ta có hai liên từ tiếp theo, đó là sorede và dakara. Sorede và dakara thì có nghĩa là do đó, vì vậy, dùng để diễn tả kết quả, hệ quả của sự việc được nêu ra ở câu trước. Chúng ta có ví dụ đầu tiên. Hay hataraki sugiru là làm việc quá sức các bạn ha. Hình bên trái là làm việc quá sức, hình bên phải là bioki, bị bệnh. Như vậy là vì làm việc quá sức cho nên là bị bệnh. Thì chúng ta muốn nói như thế, chúng ta sẽ dùng sorede các bạn ha. Sorede. Ani wa hataraki sugimashita. Sorede bioki ni narimashita. Anh trai của tôi thì đã làm việc quá sức, vì vậy thì đã bị bệnh rồi. Sorede. Hay chúng ta có ví dụ tiếp theo. Hey, kowareta, ketai wa kowareta. Atarashii no o katta. Ketai wa kowaremashita. Dakara atarashii no o kaimashita. Cái điện thoại di động của tôi thì đã bị hỏng, thế vì vậy thì tôi đã mua một cái mới. Hey, dakara atarashii no o kaimashita. Câu sau là hệ quả của câu trước. Liên từ tiếp theo chúng ta có, đó là tokoro ga. Tokoro ga có ý nghĩa là vậy mà. Vậy mà, dùng để diễn tả sự tương phản giữa dự định, dự đoán với tình hình thực tế xảy ra. Chúng ta có ví dụ đầu tiên. Atama ga ii. Atama ga ii có nghĩa là thông minh các bạn ha. Daigaku ni hairemasen deshita. Nhưng mà là không thể vào đại học. Không thể vào đại học. Anoko wa atama ga ii desu. Tokoro ga da daigaku ni hairemasen deshita. Hay cái cậu bé đó thì rất là thông minh, nhưng mà lại không thể vào đại học, không thể vào được đại học. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay. Và nếu như có bất kỳ thắc mắc nào, xin các bạn hãy liên hệ với chúng mình. Đội ngũ giáo viên của trường Nhật ngữ Hoa Sen sẽ xem và gửi lại phản hồi cho các bạn. Và các bạn đừng quên click vào link bài tập ở phía dưới để làm bài tập các bạn nhé. Chúng tôi sẽ giúp các bạn tích thêm một điểm vào tài khoản nếu như các bạn đủ 100 điểm. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo. Mata kondo negashimasu.